Mark One số 1 về Mark. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Mark One. Và sau một thời gian khá là dài, chuyên mục Q&A của chúng ta đã bị delay do là cái số lượng câu hỏi gửi về heo hắt như lá mùa thu vậy. Thì ngày hôm nay mình đã có thể tiếp tục với các bạn, đó chính là chuyên mục Q&A số thứ 3. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 câu hỏi thôi, rất ngắn gọn nhưng nó sẽ thuộc về 3 chủ đề mà mình thấy rằng rất nhiều người cũng đang thắc mắc. Vậy thì đó là gì? Thì hãy cùng mình theo dõi video ngày hôm nay nhé. Let's check it out. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Vũ Lâm, đó chính là: trước khi cài lại máy MacBook thì phải làm gì đầu tiên vậy Mark One? Có cần gỡ bỏ mật khẩu không? Ok, thì đây là một vấn đề. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua cài lại macOS là gì. Thì đây là một cái hành động giống như kiểu là chúng ta đã dùng một chiếc máy MacBook một thời gian. Thì sau một thời gian chúng ta sẽ có những cái extension trong các trình duyệt này, hay là các file cache trong các phần mềm như là Adobe Premiere hay là Adobe Photoshop. Thì lâu dần nó sẽ có thể khiến cho máy của chúng ta hoạt động kém mượt mà đi. Thì việc cài lại macOS nó giống như kiểu là chúng ta free refresh lại máy vậy. Nói nôm na như kiểu là chúng ta đi chơi cả ngày, sau đó tối về tắm rửa cho nó sảng khoái sạch sẽ, đúng không? Thì tuy nhiên với câu hỏi của bạn Vũ Lâm thì mình sẽ chỉ nói đơn giản như này. Đó chính là bất kể bạn dùng một thiết bị gì, trước khi cài lại một hệ điều hành thì các bạn hãy backup lại dữ liệu. Chúng ta có hàng tá các tài khoản để có thể có các ứng dụng đám mây, các tài khoản đám mây để có thể lưu trữ lại dữ liệu của chúng ta, đúng không nào? Thì các bạn có thể là lưu trữ lên Google Drive hoặc là Google lên chính tài khoản của Apple luôn. Thì cái này nó cũng chỉ là một cái cách phòng hờ thôi. Bởi vì chính Apple cũng cho ra một cái cách để có thể là cài lại macOS mà không bị mất dữ liệu trong máy. Tuy nhiên cẩn thận không bao giờ là thừa, đúng không nào? Và nói về các cách cài lại macOS, chúng ta sẽ có hai kiểu cài. Kiểu cài thứ nhất đó chính là chúng ta dùng USB và phần mềm recovery. Thì hai cái kiểu này nó sẽ khiến cho toàn bộ dữ liệu trong máy biến mất sạch, và chúng ta gần như có một cái chiếc máy gần như mới luôn, không một dữ liệu gì bên trong. Và cách thứ hai và kiểu thứ hai đó chính là chúng ta dùng phần mềm của Apple. Chúng ta vẫn có thể update được phần mềm trong máy, tuy nhiên vẫn có thể giữ lại được toàn bộ dữ liệu mà không bị suy chuyển gì. Tuy nhiên, như mình đã nói, cẩn thận không bao giờ là thừa. Chúng ta backup lại toàn bộ dữ liệu của mình ra một cái tài khoản đám mây nào đó, hoặc là ra một cái chiếc USB. Thì bởi vì chúng ta không thể nào đảm bảo được rằng 100% trong cái quá trình cài mà chúng ta có thể giữ lại được toàn bộ dữ liệu trong máy ấy, nó sẽ không bị lỗi mạng này, hay là bị một bất kỳ một cái lỗi gì nào đó, mà chúng ta tỷ lệ vẫn có thể vẫn sẽ mất toàn bộ cái dữ liệu. Vậy nên là hy vọng là sau cái câu trả lời của mình thì các bạn có thể biết được rằng hãy cứ backup lại dữ liệu trước khi cài lại bất kỳ một thiết bị gì, từ macOS, MacBook hay là bất kỳ một thiết bị công nghệ nào khác. Ok. Và mình còn quên một ý thứ hai, đó chính là có cần gỡ bỏ mật khẩu không. Thì khi mà chúng ta cài lại hệ thống ấy thì nó còn xóa luôn cả mật khẩu của bạn cơ, bạn phải cài lại mật khẩu mới cơ, nên là các bạn không phải lo nhá. Và tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Anh ơi, cho em hỏi, MacBook cài Office và Win mà bản crack thì sử dụng được bao lâu mới cài lại vậy ạ? Hay là sử dụng vĩnh viễn luôn? Ok, với câu hỏi này thì mình xin phép được trả lời bạn, đó chính là đã crack thì gần như là vĩnh viễn. Có một vài trường hợp hy hữu mà chúng ta có thể bị phá crack, thì đó chính là chẳng may bạn đăng nhập vào tài khoản vào của Office này, hay là bạn update Windows một cách nếu mà chẳng may cái bản vá đấy của Windows mà họ cài đặt bảo mật hơi cao một chút, thì có thể chúng ta sẽ bị phát hiện, đó chính là phần mềm Win chưa được kích hoạt này, các thứ, thì nó hiện ra một cái dòng nhìn rất là khó chịu ở dưới góc màn hình, chắc là các bạn biết rồi. Thì ngoài ra thì có một số điều các bạn sẽ bị hạn chế khi dùng bản crack, thì đó chính là chúng ta sẽ không thể dùng tính năng đồng bộ khi mà dùng các phần mềm Office này, hay là đôi khi chúng ta sẽ có một vài cái vấn đề về bảo mật. Tuy nhiên nếu mà các bạn dùng là một người dùng bình thường, cần một cái bộ phần mềm nó ổn định và nó chỉ đơn giản là để có thể giải quyết được các công việc của bạn, mà bạn muốn tiết kiệm chi phí thì bạn vẫn có thể dùng phần mềm crack. Còn nếu không thì mình vẫn khuyến khích các bạn, đó chính là hãy mua phần mềm có bản quyền. Ok. Và câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay thì đó chính là: MacBook em nhiều lúc nhảy lên 70 độ trong khi em chỉ sử dụng Microsoft và Safari. Cho em hỏi máy em nhiệt độ như vậy có ổn không? Nhiệt độ MacBook bao nhiêu là bình thường, và macOS có nên sử dụng bộ phần mềm Adobe không ạ? Vì em sợ không được tối ưu. Câu hỏi của bạn khá là nhiều ý, vậy nên mình sẽ giải quyết từng vấn đề một nhé. Vấn đề đầu tiên đó chính là bạn lại không nói rõ là bạn đang dùng đời Mac nào, hay là các phiên bản năm bao nhiêu. Thì mình không rõ là cấu hình của bạn nó sẽ mạnh hay là yếu. Bởi vì là các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng phần mềm văn phòng nó là nhẹ. Đôi khi các phần mềm Word mà chúng ta có quá nhiều file hình ảnh, hay là các file Excel chúng ta có quá nhiều macro tính toán, thì nó vô cùng nặng luôn. Ok, bởi vì đôi khi với những chiếc máy Mac Pro đi, thì khi mà chạy phần mềm Adobe Premiere, phần mềm làm phim chuyên dụng, thậm chí nó còn nóng lên tận 100 độ cơ, nghĩa là mức tối đa mà Intel cho phép dành cho một chiếc MacBook. Thì 70 độ nó vẫn là một cái mức gì đấy vẫn chấp nhận được. Và bạn yên tâm đi, với sự tối ưu về mặt tản nhiệt cũng như là sự tối ưu của macOS, thì khi mà bạn
chỉ cần máy của bạn nó lót xong tác vụ, nó sẽ lập tức nguội lại nhanh và nó sẽ không gây ra tổn hại gì về các linh kiện cả. Bạn yên tâm nhá. Và ý tiếp theo của bạn đó chính là macOS có nên sử dụng bộ phần mềm Adobe không ạ? Vì em sợ không được tối ưu. Thì cái vấn đề này, nếu như bạn có thể lật lại lịch sử của ngành đồ họa thì các bạn nên biết rằng các hệ thống máy Mac còn được hỗ trợ các phần mềm đồ họa trước cả Windows cơ. Vậy nên là các bạn không phải lo nhá. Và hiện nay trên thế giới cũng như tại chính Việt Nam luôn, rất nhiều hệ thống trường đại học vẫn đang dạy sinh viên đồ họa bằng máy Mac. Cụ thể như là mình có chơi với một vài bạn đến từ FPT hay là Arena thì họ đang sử dụng các máy MacBook để có thể đi học và làm bài tập cơ. Nên là sẽ không có chuyện đó chứ là không được tối ưu dành cho các máy Mac trên các phần mềm Adobe nhá. Và với một vài phần mềm nặng như kiểu là Adobe Photoshop hay là Illustrator hay là thậm chí là Adobe Premiere thì mình nghĩ rằng các bạn nên cân nhắc lên các dòng máy MacBook Pro 15 inch trở lên và cái phiên bản mà có cạc đồ họa rồi thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn một cái hiệu năng đủ dùng cũng như là có thể đôi khi là thừa để các bạn có thể đảm bảo cho các nhu cầu cũng như là các tác vụ, các project nào nó quá lớn thì máy bạn vẫn có thể cân được nhá. Và như vậy đó chính là ba câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên về vấn đề là cài lại macOS. Câu hỏi thứ hai về vấn đề đó chính là sử dụng Win và phần mềm Office không bản quyền. Và câu hỏi thứ ba đó chính là nhiệt độ của máy khi sử dụng. Thì hy vọng rằng với câu trả lời của mình các bạn có thể biết thêm được nhiều điều và có thể có một cái trải nghiệm tốt hơn về các máy MacBook mà các bạn đang sở hữu nhá. Và hy vọng rằng sau số Q&A số thứ 3 này thì các bạn sẽ gửi nhiều câu hỏi hơn về cho chúng mình để chúng mình không phải chờ câu hỏi giống như kiểu là chờ mẹ về chợ vậy. Thì rất hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong các số Q&A tiếp theo. Còn đến đây, video xin được kết thúc và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.